Thưa quý vị và các bạn, chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2015. Cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm hết sức thiết thực và phong phú. Trong đó có Thư viện Lâm Đồng với hoạt động triển lãm, giới thiệu các hình ảnh tư liệu về ngày giải phóng miền Nam. Sau đây là ghi nhận của nhà phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngoài triển lãm các hình ảnh tư liệu ghi lại những khoảnh khắc của quân và dân hai miền Nam Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì Thư viện tỉnh Lâm Đồng cũng trưng bày giới thiệu gần 50 cuốn sách viết về ngày đại thắng mùa xuân năm 1975 của nhiều tác giả như cuốn sách Quyết chiến lịch sử xuân 1975, từ đại thắng 1975 đến những đổi thay kỳ diệu của đất nước, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước những mốc son lịch sử, hay cuốn sách Chân trần chí thép, vân vân, đã khái quát tổng thể về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc năm 1975. Thì chúng tôi cũng nhằm mục đích là giới thiệu bạn đọc đến với những cái nhìn lại những cái truyền thống, quá trình lịch sử của dân tộc miền Nam, giới thiệu cho các độc giả nhìn lại cũng như các em học sinh sẽ hiểu được cái quá trình của gian khổ của cuộc chiến của giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng dân tộc. Triển lãm lần này thu hút được đông đảo độc giả quan tâm, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua các hình ảnh tư liệu lịch sử về ngày giải phóng đất nước, thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào, vinh dự về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Chính tinh thần thép đó đã trở thành sức mạnh động viên thế hệ hôm nay luôn vững vàng, ra sức học tập, chung tay đóng góp xây dựng đất nước ngày một phồn vinh. Em nghĩ là tuổi trẻ thì em phải cố gắng học tập, xứng đáng với những gì mà cha ông ta đã đánh đổi sức mình để gây dựng quê hương đất nước. Ngày giải phóng 30 tháng 4, em càng cảm thấy yêu quê hương đất nước mình hơn. Với việc trưng bày các hình ảnh tư liệu lịch sử về ngày giải phóng đất nước tại Thư viện Lâm Đồng, để mỗi người con của đất Việt luôn tự hào và khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.